Rất vui lại được gặp lại quý anh chị và các bạn. Hôm nay Hàn Kim xin lên sóng báo giá một chiếc xe siêu đẹp số tự động bản 1.6 AT lắp ráp tại Việt Nam, tư nhân chính chủ, một chủ tự động. Xe cam kết chuẩn chỉ, chạy 4.3 bao bảo hành. Chất lượng xe là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, máy nguyên zin. Chiếc xe này thì còn bảo hiểm thân vỏ, hai chìa khóa còn nguyên. Xe rất là đẹp luôn nhé, chủ đi rất là dữ. Và chiếc xe 2017 số tự động phân khúc hạng C Kia Sedato này thì Hàn Kim đang chào bán tại cửa hàng với giá là 548 triệu. Chiếc xe này thì Hàn Kim thì hỗ trợ rút hồ sơ, còn nếu khách hàng có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ cho khách vay vốn lên tới 70% giá trị xe. Và bây giờ Hàn Kim kính mời toàn thể quý anh chị và các bạn cùng Hàn Kim thăm khảo qua chiếc xe này, từ khung sườn, gầm bệ, máy móc, thân vỏ cho đến nội thất. Xe rất là đẹp nhá, rất là cứng xe, nhìn rất là đều. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu luôn. Tắp ly tắp lô còn rất là mới. Số tự động 1.6 và trang bị đèn nổ thông minh, cửa sổ trời. Đây là cánh cửa bên phụ nhá. Nhìn từng cái chi tiết xe luôn. Xe được trang bị sàn 3D rồi. Nội thất da màu kem. Xi nhan tích hợp trên gương là răng 17 inch đây. Lốp còn zin theo xe. Nhìn chiếc xe rất là đẹp nhá, rất là tươi. Mức tiêu thụ nhiên liệu dòng này thì nó sẽ rơi vào tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít rưỡi trên 100 cây. Hệ thống cửa gió điều hòa phía sau, Hàn Kim sẽ quay luôn ghế lái và các option của nó. Hệ thống ghế lái có hai vị trí ghế nhớ. Hệ thống gương cục tự động. Anh các chị khi đặt auto này thì mình sẽ tự động, khi khóa thì mình sẽ cục luôn nhá. Nhiều anh các chị là không cục được thì mình để ý cái nút khóa ở phía trong. Đây, ghế điện luôn ạ. Xe order chuẩn 4.3, bao zin km luôn nhá. Anh chị có thể nhìn thấy chiếc vô lăng rất là mới. Có chức năng đạm thoại rảnh tay này. Hệ thống ga tự động, điều hòa tự động, màn hình và camera lùi đầy đủ. Máy móc tiền kim cam kết bằng văn bản nhé. Máy nguyên zin, không thủy tích, không ngập nước và không đâm xô tai nạn. Anh chị có thể xem chậm để zoom lên xem những chiếc ốc luôn, ốc cabo hay là ốc máy. Xe này chủ người ta đi khá là giữ gìn.
Hiền Kim xin đọc lại thông tin chiếc Kia Cerato phân khúc xe hạng C, lắp ráp tại Việt Nam, số tự động và xe đi 4 vạn 3, tư nhân chính chủ một chủ từ đầu và bảo hành cho quý anh chị km chuẩn, xe không tai nạn, không ngập nước, máy nguyên zin. Và giá đang chào bán chiếc xe này tại cửa hàng với giá là 548 triệu, hỗ trợ khách hàng rút hồ sơ. Và quý khách hàng có nhu cầu thì xin liên lạc cho Hiền Kim qua số hotline 0978 607 555 và 0904 989 126.